Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 tới ngày 1 tháng 5. Lễ đón được tổ chức long trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau phần chào đón trong không khí trang trọng và nồng ấm, hai nhà lãnh đạo đã cùng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp sau lễ đón, hai thủ tướng đã trồng cây lưu niệm và có cuộc hội đàm tại trụ sở chính phủ. Cũng trong sáng nay, hai thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí. Chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ kế hoạch công du các nước Đông Nam Á và châu Âu trong tuần nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 tới ngày 6 tháng 5 của Thủ tướng Nhật. Mục tiêu nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio sau 6 tháng ông nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản và sau 5 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dự kiến ông Kishida sẽ thăm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Italia và Anh. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày liên tiếp đã tạo điều kiện cho người dân, du khách có nhiều lựa chọn để vui chơi, trải nghiệm. Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các điểm vui chơi giải trí thì có khả năng nhiều du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã chọn các điểm du lịch về nguồn. Điển hình như chuỗi các địa điểm từng là cơ sở hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn khi xưa. Điểm du lịch giới thiệu về biệt động Sài Gòn những ngày này khá đông du khách tham quan. Được mắt thấy tai nghe về lịch sử dân tộc đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với nhóm bạn trẻ này là trải nghiệm rất khó quên. Thì mình cảm thấy nó là một cái hình thức để mà học lịch sử rất là hay, rất là sinh động và thực sự là rất là hiệu quả. Tại vì nó mang tới cho mình những cái cảm xúc hết sức là chân thật. Mà những cái kiến thức này, những cái cảm xúc này nó không thể có được khi mà các bạn đọc qua trên sách vở không. Thấy ở những điểm vui chơi thì nó cũng rất là đông, xong rồi thấy có tìm hiểu được cái điểm này ở trên mạng thì thấy là rất là ý nghĩa nên là tụi em quyết định chọn để đi tham quan thử. Còn em cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì có nghĩa là trong cái suy nghĩ của em thì là nơi này nó sẽ là chỉ có hình ảnh và hiện vật để mà trưng bày rồi giới thiệu thôi, nhưng mà khi đến đây thì em thấy bạn ứng dụng cả công nghệ thông minh vào trong này thì mình thấy nó rất là mới. Mình được trực tiếp trải nghiệm mà mình được nhìn thấy, cầm nắm và mình trải nghiệm với nó thì mình thấy rất là ý nghĩa, và những cái này thì trong sách vở rất là khó để mà có được. Tại mỗi điểm tham quan, du khách sẽ được nghe những câu chuyện lịch sử về cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc tiến công và dinh độc lập. Ngoài ra, họ còn được nghe những câu chuyện về các huyền thoại từ chính những nhân chứng lịch sử là chiến sĩ biệt động Giao Liên khi xưa. Giới trẻ bây giờ thì thật ra là mình thấy là dường như là quan tâm ít về lịch sử, thì bên mình muốn là mình đưa lịch sử đến gần gũi hơn bằng những ứng dụng như bảo tàng thông minh này, mình đưa những cái công nghệ mới vào để cho gần những bạn trẻ hơn, những bạn thanh thiếu niên hơn, để mấy bạn cảm nhận trực quan nhất, không chỉ qua sách vở mà có thể là thực tế, để các bạn đó thích lịch sử hơn và sau này đời con đời cháu các bạn thì sẽ biết về lịch sử của ông cha ta. Bên cạnh các điểm vui chơi giải trí hiện đại, các điểm du lịch về nguồn như bảo tàng chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi đang ngày càng thu hút lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Lịch sử không khô khan và giới trẻ rất yêu sử Việt, chỉ cần tình yêu đó được khơi dậy đúng cách. Tối ngày 30 tháng 4 tại quảng trường Hồ Tùng Mậu, khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 với chủ đề Hà Tĩnh âm vang biển. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022 của Hà Tĩnh nhằm quảng bá giới thiệu về tiềm năng lợi thế du lịch của Hà Tĩnh và sản phẩm du lịch đặc sắc tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư vào du lịch biển. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch Hà Tĩnh gồm 3 chương: Hà Tĩnh, một khúc tâm tình, sắc màu của biển, âm vang biển hát, vừa đậm nét bản sắc văn hóa của quê hương, vừa mang hơi thở của sự trẻ trung, sôi động và lan tỏa kết nối đến mọi miền Tổ quốc. Sự kết nối của âm nhạc và hình thức biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đưa khán giả đến với câu chuyện về những miền du lịch của Hà Tĩnh, đặc biệt là giới thiệu về các vùng biển của Hà Tĩnh, bước vào mùa du lịch mới 2022, đổi mới và phát triển. Chương trình cũng khắc họa về con người Hà Tĩnh, ân tình, luôn hướng về quê hương nguồn cội, không ngừng vươn tới cống hiến cho sự phát triển của đất nước quê hương.
Còn tại bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương bãi biển đêm Mỹ An kết nối phố du lịch đi bộ An Thượng, mở đầu cho đề án kinh tế đêm Đà Nẵng trong kỳ vọng phục hồi du lịch sau khi mở cửa toàn diện. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2022. Năm nay, sự kiện diễn ra vào dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Tại biển đêm Mỹ An, du khách được trải nghiệm dịch vụ chiếu phim trên bãi biển, sân khấu sự kiện ngoài trời cùng với các dịch vụ massage bàn chân, các xe ẩm thực được bố trí dọc bãi biển từ đường Nguyễn Văn Thoại tới đường Hoàng Kế Viêm, hoạt động 24/7. Những hoạt động này kết nối với các dịch vụ bãi biển của Holiday Beach, Dana Beach, hình thành chuỗi các khu du lịch giải trí biển cùng với khu phố đêm An Thượng, tạo nên tổ hợp phố du lịch Mỹ An, An Thượng sôi động cả ngày lẫn đêm. Thưa quý vị, một đại tiệc âm thanh và ánh sáng diễn ra từ đêm ngày 29 tháng 4 đến hết tối nay ngày 1 tháng 5 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chương trình nghệ thuật hòa âm ánh sáng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam-Nhật Bản là một trong chuỗi các hoạt động của khu đô thị Phúc An Asuka do Trần Anh Group tổ chức nhằm tạo nên điểm giao lưu văn hóa mới cho cộng đồng các người dân sống tại thành phố Châu Đốc. Sự kiện được đầu tư với dàn âm thanh ánh sáng hoành tráng và sân khấu cao đến 20m, ngang 50m. Từ xa, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh cũng như ánh sáng mãn nhãn. Điểm nhấn của sự kiện là nằm trong khu đô thị Phúc An Asuka, nơi sở hữu tổ hợp tiện ích công viên Nhật đầu tiên tại thành phố Châu Đốc. Với cầu Nhật và cánh đồng diều đa sắc màu đã thu hút người tham quan đến check-in, lưu giữ lại những hình ảnh độc đáo chỉ có tại đây. Trong các đêm diễn ra chương trình, khán giả đã cùng cháy với những màn trình diễn đặc sắc như trình diễn âm thanh ánh sáng, hỏa thuật mê hoặc, DJ, ca múa nhạc sôi động được dàn nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng thể hiện. Song song với sự kiện, hơn 30 gian hàng ẩm thực hội tụ từ ẩm thực Việt đến của Nhật đã mang lại những giây phút vui vẻ, ý nghĩa cho người dân khu vực. Chương trình nghệ thuật hòa âm ánh sáng tiếp tục diễn ra đến hết hôm nay, ngày 1 tháng 5. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo tiền đề để truyền tải thông điệp của dự án khu đô thị Phúc An Asuka, một khu đô thị đa tiện ích, chuẩn phong cách Nhật đầu tiên tại thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị, trong các mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia thì mục tiêu đưa các huyện đạt chuẩn nông thôn mới được xem là yêu cầu cao hơn với các địa phương. Riêng với huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa thì đây là huyện vùng bán sơn địa của tỉnh Thanh Hóa. Điều kiện kinh tế xã hội những năm trước còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới được ở mức thấp và tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 ở mức hơn 20%. Nhưng tới nay địa phương này đã được chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và quan trọng nhất là đời sống sản xuất, vật chất và tinh thần của nhân dân thay đổi một cách thực chất. Những vuông nuôi tôm giống của gia đình anh Lâm đang ương dưỡng khoảng 4 triệu con tôm giống. Đây là khu vực nuôi thả cách xa khu dân cư, đảm bảo an toàn dịch bệnh để làm tôm giống. Để có mặt bằng sản xuất thế này, anh đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuê diện tích đất tại vùng quy hoạch sản xuất thủy sản tập trung. Dự kiến vụ nuôi tôm này, anh thu lãi khoảng gần 200 triệu đồng. Mặt bằng nuôi trồng ở đây thì địa phương cũng rất tạo điều kiện là ký hợp đồng lâu dài là 20 năm cho anh em nuôi. Trang trại đây hiện tại bọn em bắt đầu chuyển một phần sang nuôi công nghệ cao, là nuôi 3 giai đoạn trên bể có mái che chống biến đổi khí hậu. Nên mà thấy bước đầu mới bắt đầu vào làm nhưng mà cũng có hiệu quả rất cao, là hắn giảm thiểu cái chết sớm giống như thế hình thức nuôi ngoài trời. Đó là về sản xuất, còn về kết cấu hạ tầng nông thôn, sau 11 năm xây dựng nông thôn mới, các đường làng ngõ xóm của tất cả các xã trong thôn đã được kiên cố hóa. Nhiều tuyến đường đã trở thành những con đường bê tông khang trang sạch sẽ như thế này. Đấy thì nhân dân đã vào cuộc rất là sâu rộng. Trong đấy, thì cái việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm, rồi cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang khuôn viên vườn hộ, theo cái đề án nhà sạch vườn đẹp ngõ văn minh, đã được hội phụ nữ, được ban chấp hành đảng bộ xã nghị quyết để thực hiện. Thì nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện rất tốt. Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng ấy, thì huyện tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất như thủy lợi này, rồi giao thông nội đồng này và một số các trình phúc lợi cho người dân. Và với đạt cái mục tiêu thì là xây dựng nông thôn mới, là nâng cao về cái chất lượng cuộc sống, về vật chất và tinh thần của người dân, và người dân thì rất là phấn khởi.
Để có nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Nông Cống đã có chính sách thu hút đa dạng từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2021, tổng nguồn vốn huy động được để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là hơn 9.200 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và nội đồng, xây dựng các công trình văn hóa. Nguồn lực đó đang được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá ở một vùng quê thuần nông xứ Thanh.